Alo, thầy chào các em. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục trở lại với các cái bài toán x bát x min trong dao động của con lắc lò xo, trong dao động điều hòa. Trên bảng các em là hai cái bài toán mà chúng ta sẽ phân tích và tìm hiểu hai cái bài toán này trong cái buổi học hôm nay nhé. Cái bài toán một cái nội dung nó như thế này: một vật dao động điều hòa có cái biên độ là 6 cm, vật thực hiện 20 dao động toàn phần, mất hết là 20 giây, tính S max S min trong thời gian delta t là bằng 0,25 giây. Đó là cái đề số 1. Cái đề số 2 là vật dao động điều hòa chiều dài quỹ đạo L là bằng 10 cm, vật dao động với tần số là 2 hertz, tính S min trong khoảng thời gian là 0,375 giây. Bây giờ trước hết là thầy trò chúng ta đi tới cái nội dung của cái bài số 1. Cái nội dung của bài số 1 như sau: vật dao động điều hòa với cái biên độ A là bằng 6 cm, vật thực hiện 20 dao động toàn phần, mất hết 20 giây. 20 dao động mất hết 20 giây. Tính S max S min trong khoảng thời gian là 0,25 giây. Đấy, cái tóm tắt của cái bài toán số 1 nó chỉ có như thế này thôi. Thì trước hết ta đi tìm chu kỳ. Thì các em biết rằng nó thực hiện 20 dao động, tức là 20 chu kỳ mà nó mất hết 20 giây. Như vậy thì mỗi một chu kỳ đó có thời gian là 1 giây. Rồi, cái thứ hai á là chúng ta có là gì? Trong cái thời gian là delta t là bằng 0,25 giây. Như vậy thì ta có là delta t trên t. Delta t là 0,25 chia cho t là bằng 1. Như vậy là 0,25 chia cho 1 là bằng 1/4. 1/4. Như vậy thì các em có được là delta T nó sẽ là bằng T trên trên 4. Delta T bằng T trên 4, như vậy là cái góc quét của chúng ta nó là một góc vuông nhé. Đây thầy vẽ phác họa cái đường tròn pha ra cho các em thấy thôi. T trên 4 á, tức là một cái vòng tròn như thế này, nó là 2π. Như vậy là T trên 4 nó là bằng cái góc quét của nó là sẽ là π trên 2. Như vậy góc quét của nó là π trên 2. Như vậy á, thì chúng ta làm như thế nào? Nếu mà tính cái khoảng đường mà dài nhất trong khoảng thời gian là T trên 4 á, thì ta biết rằng cái khoảng đường dài nhất mới đi được trong cùng một cái khoảng thời gian như vậy thì chỉ có cách là đi ngang qua vị trí cân bằng. Bởi vì khi đi ngang qua cái vị trí cân bằng này á, khi đi ngang qua vị trí cân bằng này á thì vật đi nhanh nhất, mà nó đi nhanh nhất á, tức là cái khoảng đường dài nó nhanh nhất, lớn nhất. Như vậy thì ta thấy gì? Như vậy thì cái điểm này các em cứ theo cái đường tròn pha này, các em giải quyết vấn đề nó rất là lẹ. Cái đây là thầy cho nó là điểm M1, cái đây là thầy cho nó điểm điểm M2. Từ M1 qua M2 như vậy á, là nó quét một cái góc vuông. Nó quét một cái góc vuông. Dĩ nhiên là cái hình này là hình phác họa thôi nha. Nó quét cái góc vuông này á, tức là cái thời gian mà từ M1 tới M2 này là t trên 4. Như vậy thì các em thấy như thế này nè, cái khoảng đường đi được á, từ M1 tới M2 á, là từ điểm B cho tới điểm Q, từ điểm B cho tới điểm Q là cái đường đi lớn nhất trong cùng một khoảng thời gian. Thì BQ này là khoảng thời gian lớn nhất, thì các em thấy rằng BQ á nó bằng M1 M2.
BQ nó bằng M1, M2. À. Thì như vậy thì các em để tính nhanh nhất thì các em để ý như thế này nè. Cái tam giác M1, O, M2 á, là cái tam giác vuông cong. Nó vuông tại O và nó cong là OM1 nó bằng OM2 nó bằng bằng A, A lớn. Như vậy thì M1, M2 này nè. M1, M2 à, nó bằng BQ và rõ ràng là nó bằng SMAX. Mà SMAX á thì là bằng M1, M2, mà M1, M2 á, thì nó có phải là nó bằng là A căn 2 không? Tức là OM1 căn 2. Có nghĩa là bằng A căn 2. Một cái tam giác vuông cong á, thì cái cạnh huyền đó bằng cạnh góc vuông nhân với căn 2. Cạnh góc vuông là OM nhân với là căn 2. Mà OM bằng A, A căn 2. Đấy là cái khoảng thời gian mà cái độ dài mà lớn nhất hay là cái quãng đường đi lớn nhất là A căn 2. Như vậy thì A căn 2 như vậy ta tính là bao nhiêu? SMAX nè. A là bằng 6, vậy là 6 căn 2 thôi. Đó là SMAX. Bây giờ tính SMIN. SMIN thì nó lại đi qua cái khoảng mà cái khoảng biên, nó đi qua khoảng biên thì là nó mình bởi vì đi, tức là vật mà đi từ P và đi ra biên này thì là thế này nè, thì là nó đi chậm nhất, bởi vì càng ra xa, càng đi ra tới cái vị trí biên á thì vận tốc nó giảm dần cho tới cái biên á thì nó bằng zero, tới cái biên này nó bằng zero. Như vậy thì cái khoảng này là cái khoảng đó đi chậm dần, mà nó chậm dần thì cái S nó sẽ ngắn nhất. Như vậy thì thầy viết như thế này à, thầy xóa cái hình này đi, thầy xóa cái hình này để thầy nói cái khoảng cái đường đi min cho các em thấy nè. Ở đây thì cái khoảng này là nó cũng là một cái góc vuông, bởi vì cái trong thời gian là t trên 4 thì là cái góc vuông này, thì các em thấy là nó đi từ cái điểm M1 này tới M2, M1 cho tới M2 thì cái góc quét của nó là t trên 4, là b trên 2, tức là cái thời gian này là t trên 4 và cái góc quét này là b trên 2. Như vậy thì bây giờ các em từ M1 tới M2 đó thì có phải như thế này không? Tức là vật nó đi từ B phở nè, M1 ở M1 thì nó ở vị trí B phở, rồi M1 nó đi tới A đó thì B phở nó đi tới A, rồi M1 nó đi tới M2 đó, thì A nó lại trở lại B phở. Như vậy thì admin nó có phải là bằng 2 lần B phở A không? Bằng 2 lần B phở A. À, admin này nó bằng 2 lần B phở A, tức là từ đây tới đây nè, là từ M1 tới A thì nó đi từ B tới A, rồi từ A tới M2 là đi từ A tới B, tức là cái quãng đường dài của nó là 2 lần B phở A. 2 lần mà B phở A đó thì các em thấy rằng B phở A này có phải là OA trừ OB phở không? Mà OA đó là biên, là biên độ trừ cho OB phở. Mà OB phở thì có phải như thế này không? Cái góc này là bằng 45 độ. Cái này là A. Như vậy thì OB phở có phải là bằng A trên căn 2 không? A trên căn 2. Đấy. A trên căn 2. Như vậy thì cái admin này được tính ra là bao nhiêu? 2A đưa ra ngoài. Ở trong nó còn lại là 1. Trừ cho A đưa ra ngoài rồi là 1 trên căn 2. À. Và các em thế vô là A bằng 6. A bằng 6 tức là 2 nhân 6 nhân 1 trừ cho 1 trên căn 2. À, cái này thì các em nhập vào máy các em tính thôi. Và các em có được là cái admin. Admin là thầy tính ra đây nó là bao nhiêu?
Mình thầy tính ra nó là 3,51 cm, 3,51 cm đấy. Như vậy thì rút lại cái bài toán số 1 là như thế này nè: trong cùng một cái khoảng thời gian delta t là bằng 0,25 giây, hay nói cách khác trong một khoảng thời gian là 1/4 chu kỳ, thì 1/4 chu kỳ đó nếu mà có khoảng đường mà nó đi mà lớn nhất á, đó là nó đi vượt qua cái vị trí công bằng đấy, bởi vì đi ngang qua cái vị trí công bằng thì là nó đi nhanh nhất, do đó cái khoảng đường là từ b tới q này là lớn nhất. Mà từ b tới q này là lớn nhất thì các em là để mình giải cái bài toán cho nhanh đó, thì bq này nó bằng m1 m2, m1 m2 là cạnh huyền của tam giác vuông cong m1 om2. Như vậy thì m1 m2 bằng bq bằng om nhân với căn 2, tức là a nhân với lại căn 2, a nhân với lại căn 2, chỉ có thế thôi. Còn cái khoảng minh, tức là cái đường đi mà ngắn nhất, thì các em theo dõi cái bài cái hình bên này, thì nó ngắn nhất thì đi ra biên là nó đi chậm nhất, nó đi ra biên là nó chậm nhất. Như vậy thì nó đi chậm thì nó phải đi gần, tức là cái khoảng đường đi nó ngắn lại. Thì như vậy thì từ m1 tới m2 thì nó cũng quét một cái góc vuông và như vậy là từ m1 tới a rồi tới m2 á, thì cái nó chuyển động cái ly đũa của nó là đi từ p cho tới a rồi trở về b. Như vậy là hai lần b phở a, mà b phở a này có phải là bằng a trừ cho ob không? A trừ cho ob, mà ob này á thì nó là cũng là bằng cái a này trên căn 2, a này trên căn 2. Là từ đó các em nhập vô máy vô các em tính thôi. Chúng ta kết thúc bài toán số 1. Bây giờ ta qua cái bài toán số 2. Cái bài toán số 2 thì các em đọc cái đề đi, trong lúc đó thầy lau bảng nha. Cái bài toán số 2 đó thì tóm tắt như thế này: vật dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo L, chiều dài quỹ đạo là bằng 2a là bằng 10 cm. Như vậy các em suy ra là a đó bằng bằng 5 cm, các em có ngay được cái biên độ là 5 cm, và cái tần số nó là 2 hertz, tần số nó là 2 hertz, thì các em biết là tần số là bằng 2 hertz. Thì từ đây các em suy ra là cái chu kỳ nó là nghịch đảo của F, nó là 1/2, tức là nó là 0,5 giây. Rồi, như vậy thì cái thời gian delta t nó bằng 0,7375 giây. Như vậy các em lập cái tỷ số delta t chia cho t nó bằng bao nhiêu? Delta t là 0,375, 0,375 chia t là 0,5. Các em bấm máy thử cho nó ra cái này là bao nhiêu. Delta t chia cho t nó là bằng 3/4, nó bằng 3/4, 3/4, 3/4 á, thì các em suy ra được là delta t á nó sẽ là bằng 3t/4, 3t/4. Như vậy thì các em vẽ cái đường tròn pha ra nhé, các em vẽ cái đường tròn pha ra. 3t/4 tức là 1t là một vòng tròn, mà 3t/4 tức là 3/4 vòng tròn. 3/4 vòng tròn thì có nghĩa là nó đi được một cái khoảng, nó cái thời gian nó đi từ đây, nó quét một cái góc từ đây tới đây đấy, 3/4 vòng tròn đấy, bỏ nó đi như vậy đó đấy. Thì ở đây người ta hỏi là admin, hỏi là admin, thì các em biết là delta t mà bằng 3t/4 này á, thì như vậy thì 3t/4 á thì các em có thể phân ra là bằng t/2 cộng cho t/4, đúng không? T/2 cộng cho t/4, đúng rồi. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian mà t/2 á, thì cái khoảng đường đó là admin nó sẽ là như thế này.
một nửa chu kỳ á, thì vật nó đi được là 2A, đúng không các em? Một nửa chu kỳ thì nó đi là 2A. Một chu kỳ thì nó đi ra như là từ A nè, nó đi tới trừ A rồi nó đi lại A là một chu kỳ. Như vậy là một chu kỳ á, là nó đi là 2 lần 2A là 4A. Như vậy thì nửa chu kỳ á, thì nó đi là 2A. Cộng cho T trên 4. Bây giờ cộng cho T trên 4 thì các em phải lấy ở ngoài biên chứ không được lấy ở cái vị trí công bằng. Bởi vì đây là tính admin. Tính admin thì các em dựa vào cái điểm này. Thì các em thấy rằng T trên 4 á, nó cũng là một cái góc vuông. T trên 4 nó cũng là một cái góc vuông. Như vậy thì các em vẽ ra cái góc vuông này cho thầy. Đấy, các em cho cái điểm này là điểm M1, cái điểm này là điểm M2, và cái góc quét này là góc vuông T trên 4. Cái góc quét này là cái góc vuông. Như vậy thì các em thấy rằng nó đi từ cái điểm này thì em cho là điểm B phở đi. Thì như vậy thì nó đi từ M1 cho tới M2 á, là nó quét một cái góc là B trên 2. Nó quét một cái góc là B trên 2 và cái thời gian này nó là T trên 4. Thời gian này nó là T trên 4. Như vậy thì từ M1 tới A đó, thì vật nó đi từ B phở cho tới A. Rồi vật nó đi từ A tới M2 á, thì cái ly đũa nó đi từ A cho tới B phở. Như vậy thì admin này nó là bằng 2 lần B phở A. Hai lần B phở A viết như thế này đi. Như vậy thì 2A thì thầy viết là 2A cộng cho 2 lần B phở A thì có phải là OA từ OB phở không? Mà OA đó thì bằng A lớn, tức là bằng biên độ đó, trừ cho OB phở. Như vậy thì ta có là 2A cộng cho 2A là 4A, trừ cho 2 lần OB phở. Mà OB phở thì các em biết là cái góc này là góc 45 độ. Như vậy thì OB phở nó là bằng A trên căn 2. OB phở nè, nó bằng A trên căn 2. Như vậy thì admin của mình á, nó sẽ là bằng 4A. Cái này là A căn 2. 2 trên căn 2 nó bằng căn 2. Vì là 4A trừ cho A căn 2. À, cái này các em nhập máy vô thôi. Nhập vào máy thôi. A các em tính là bằng 5. Vậy là 4 bằng 5 là 20 nè. Rồi trừ cho A là bằng 5. 5 căn 2 cm. Các em, cái này thầy để cho các em bấm máy nó ra. Cái kết quả nó ra như thế nào thì các em biết. À, như vậy thì trong cái video này, thầy hướng dẫn cho các em hai cái bài toán tính Smax Admin trong cùng một cái khoảng thời gian delta t. Thì như vậy á, thì mình muốn tính Smax á, thì mình phải cho cái vật nó đi ngang qua cái vị trí công bằng. À, bởi vì nó đi ngang qua vị trí công bằng là nó đi nhanh nhất, cho nên nó đi xa nhất. Rồi Admin tức là nó đi một khoảng gần, đi khoảng một gần thì nó chỉ là lần quần ở vị trí biên thôi. Đấy. Thì cái hai cái bài toán này chắc có lẽ là nó cũng đã nói ra lên cái phương pháp mà tính Smax Admin trong cái bài dao động điều hòa. À, thì chào các em nhé. À, chúng ta sẽ tiếp tục qua các cái video khác.